nhìn sâu xuống dưới gót chân bên trái, thở ra siết chặt cơ tứ đầu đùi má bên trong của chân bên phải, đẩy khí ra thoát thật chặt lại. Em bước dài chân lên chút, chân trái bước dài phía sau, chân phải bước lên một chút. Gối trước thì vuông góc, gối sau thì cũng dựng lên, vặn căng này đi. Hít sâu vào lần cuối cùng, quỳnh căng bụng lên, vặn căng đi, thở ra siết chặt cơ đùi lại, đẩy khí ra thoát thật chặt. Rồi quỳ gối bên phải trái xuống dưới thảm, hai tay vươn căng lên, hít sâu. Thở ra xoay người sang bên trái, hạ tay trái vào gót chân bên trái. Tay phải áp vào mang tay, mở khớp háng phía bên phải ra. Rồi mắt nhìn xuống tay chân bên phải, bên trái của mình. Vặn người mắt nhìn xuống chân trái. Vặn cuộc sống mắt nhìn xuống chân trái. Tay đẩy qua mang tay và vươn qua đầu về phía sau. Hít vào phình căng bụng mềm, vặn cả đốt sống cổ, mắt nhìn xuống chân bên trái của mình. Thở ra thở hết, đẩy ra thoát thật chặt. Hít vào lần cuối cùng, phình căng bụng mềm, mở háng khép mắt, thở ra đẩy hết khí ra thoát thật chặt bụng lại, những chặt hậu môn nâng ngực lên. Nén hơi không thở 8 giây, hướng ý thức xuống phần thắt lưng của mình. 8 7 6 5 4 3 2 1 Rồi hít vào một thật sâu, hai tay vươn cao lên, kéo giãn toàn bộ